Trước đây, ở quanh khu vực phố cổ Hà Nội, không khó để bắt gặp những hộ gia đình sử dụng bếp than tổ ong như thế này. Gia đình bà Liên là một trong những hộ gia đình sử dụng bếp than tổ ong đã nhiều năm. Việc sử dụng bếp than đã thành thói quen của cả nhà. Thế nhưng, sau khi được Hội Phụ Nữ Phường vận động thay đổi, gia đình bà đã tự sắm một bộ bếp điện để phục vụ việc đun nấu hàng ngày. Nói về bếp than ấy thì tôi nói thực là trong cái thời điểm đấy là tháng nào cũng thế, năm nào cũng thế, hầu hết là bị ho nhiều. Thì sau cái thời điểm tôi đun bếp điện xong cái là cái triệu chứng ho rất ít. Nó tuy rằng nó đắt đấy, nhưng mà nó thấy nó cũng có nhiều cái lợi. Thứ nhất là sạch, thứ hai là nó nhanh, và thứ ba nữa là mình đảm bảo được cái vệ sinh chung quanh. Bà Loan đã có gần chục năm kinh doanh hàng ăn, chủ yếu dựa vào bếp than tổ ong. Thế nhưng khoảng 3 tháng nay, từ khi được phường vận động ký cam kết, bà Loan đã bỏ hẳn việc sử dụng bếp than tổ ong mà chuyển sang dùng những chiếc bếp thân thiện hơn với môi trường. Với bộ bếp mới, bà không còn phải dậy từ tờ mờ sớm để nhóm than nữa. Thật sự điều kiện về tôi muốn sắm những đồ này phải thay đổi nhiều thứ nên kinh tế cũng có hạn. Tôi đã được phường tặng cho một cái bếp đồng ngoại về sử dụng. Thì thôi cố gắng để mà tạo điều kiện để chuyển sang bếp điện. Nên mà nó cũng đỡ thời gian mình thức khuya dậy sớm, cứ đỡ được một tiếng hơn một tiếng, sức khỏe nó tốt hơn so với trước. Thực hiện chỉ thị 15 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng bếp than tổ ong, các phường trên địa bàn Hà Nội đang đẩy mạnh tổ chức các buổi gặp mặt để tuyên truyền, đồng thời tiến hành trao tặng những chiếc bếp điện, bếp hồng ngoại cho các hộ gia đình khó khăn. Nhiều phường còn có những sáng kiến riêng. Ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, những chiếc bếp than tổ ong bỏ đi này được tái chế thành những chậu cây, chậu hoa trang trí trong một góc nhỏ của trường tiểu học La Thành. Hội phụ nữ chúng tôi cũng đã thu lại và tiến hành sơn sửa và trồng hoa lên đấy để tái tạo sử dụng lại những cái bếp mà vỏ bếp mà không sử dụng nữa. Những cái bếp than đã được vẽ hoa, đã được trồng hoa thì nó tăng thêm cái cảnh quan sinh động và cho các cháu hiểu rõ thêm về ý thức bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ. Sau gần một năm thực hiện chỉ thị 15 của Ủy ban Nhân dân thành phố, tính đến quý 2 năm nay, số hộ gia đình sử dụng bếp than tổ ong trên toàn thành phố Hà Nội đã giảm hơn 70% so với năm 2017. Với sự quyết liệt của địa phương và sự ủng hộ của người dân, dự kiến đến năm sau, Hà Nội sẽ loại bỏ được hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong gây ô nhiễm môi trường.